Xin chào quý vị và các bạn, Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh youtube Các Chuyện Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Cô Dâu 16 được viết bởi tác giả Việt Nga và như thường lệ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện ngày hôm nay nhé Bà tránh quản lý hoái, con dâu thứ mở hai tuy phải bước chân vào bằng cửa phụ nhưng lại được mẹ chồng đặc biệt quan tâm ngay từ giây phút đầu thì đúng là đã có mấy ai nguyên màn đối đáp nãy giờ đã khiến cho bao nhiêu người rốt ruột đứng lên ngồi xuống khiến cho cậu cả đi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu và cậu gắt lên mẹ đừng chiều cô ta quá như thế mau bước vào làm lễ để ra tiên đi quan khách đang chờ hết ở ngoài kia kìa con cứ để yên đó cho mẹ. Vợ nào cũng là vợ. Và mẹ cũng đều xem trọng cả. Mợ cả. Bên trong đã chứng kiến tất cả. Mợ mới biết tới đây cuộc sống của mình không còn yên à nữa rồi. Con máu liền nhéo tay mợ và nói. Mợ thích không? Bà tránh thật là bất công biết thừa mợ ta là người đến sau. Và chưa gì tỏ rõ các vẻ yêu quý ra mặt. Lại còn có màn kết tóc center nữa chứ. Lúc em có thấy bà làm điều này cho mợ đâu. Hai bà muốn cho hai mợ đánh nhau suốt ngày. Một mất một còn mới cam. Em nhìn mà tức thay. Mợ phải can đảm lên. Phải dán ngay từ đầu. Không là bị mợ ta đè đầu cưỡi cổ. Em yên tâm, Quan trọng là trái tim của cậu Mọi tư biết phải làm gì Sau khi quan khách đã về hết Trước khi trở về Hà Nội Quan phủ nói với vợ chồng chính tổng Nhà tôi đã không câu nệ Bà gả con gái quý cho ông bà Cũng mong ông bà lưu tâm tới nó Con nhà tôi là cành vàng lá ngọc Từ bé đến giờ Chưa từng bị mắng mỏ nói nàng cũng chưa và chẳng phải động tay động chân vào việc gì hết. Tôi cũng đã cho nó bao nhiêu là cổ hồi môn vàng đeo đầy người. Tự ông bà cũng nhìn thấy được. Vì vậy, để cho tiểu tư Hải Yến phải chịu cảnh làm lẽ đứng sau một con hầu thật là xấu mặt. Hai người xem thế nào hoán đổi lại thân phận cho nó đi đến nước này thì ông tránh cũng không nhìn được nữa. Đã hạ mình cưới thêm dâu về rồi. Tuy rằng nhà họ giàu thật, nhưng ông đâu có ham. Lại thấy thái độ trịch thượng không xem ai ra gì của nhà họ thì tức bầm gan tím ruột. Nên chẳng nể nang gì nữa phang luôn. Thưa ông thông gia, chúng ta giờ cũng đã ngồi chung một mâm. Thiết nghĩ nhà tôi hay nhà ông thì cũng đều phải tuân theo luật lệ con trai tôi đã có vợ cả Điều ấy không thể phủ nhận Chẳng lẽ Ông không nhận ra là nhà tôi đã quá nhún nhường Bị ép vào sự việc Đã rồi mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt Vậy mà ông còn đòi hỏi ngang ngược là cớ làm sao Nhưng con tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc Không thể đặt dưới một con hầu được Như thế thì đã sao Nhà nào cũng phần phải có gia quy quy củ của nó Ông muốn thay đổi à? Đợi đến Tết Ông ấy lấy cái quyền Mà áp đặt cho nhà này Giọng nói âm vang tự trung đồng Không phải của ông chính tổng Bất giác văn phủ liền giật mình đánh thót Quay lại đã thấy người mà chỉ mới gặp một lần Nhưng đã dáng trông ta một đòn đau hơn họa Là cụ hợi Đường đường là bậc bề trên Nên ông ta không thể không đáp lễ Bốn chi người này còn nắm quyền sinh quyền sát trong cái nhà này. Dù muốn dù không, quan phổ họ Hà vẫn phải nhún nhường. Già thưa cụ, nhưng như vậy, chẳng phải con gái tôi sẽ phải chịu nhiều ủy khuất hay sao? Ông nói thế là có ý gì? Là coi nhà tôi không có gia phong, là họ nhà tôm lộn cứt lên đầu à? Nếu ông sót con thì gả nó đi làm cái gì? Riêng quy định bao nhiêu đời nay của dân ta thì không thể nào mà thay đổi. Đã bước chân vào làm dâu nhà này thì phải biết kính trên nhường dưới. Lẽ ra là cả nhà không có cái chuyện xoán ngôi và đổi chủ như vậy được đâu. Quan phủ chỉ biết ngậm tăm, hậm hực và không nói được câu nào. Đành phải cáo từ và dặn dò con gái mấy câu rồi lên xe ra về. Đi theo mở hai lên đây còn có một con hầu tên lanh đúng kiểu chủ nào tới đấy. Nó nhìn đám hầu gái nhà quan tránh tổng bằng đôi mắt khinh khi, giống như mọi khi và không cùng một hạng vậy. Vũ mồ lúc này gọi mợ hai lại và nói Mợ đã là con dâu của nhà này thì cũng phải học gia quy khuôn phép vì vậy ngày mai mợ sẽ có một tuần để học gia quy tôi sẽ trực tiếp để dạy cho mợ m hai đã được giới thiệu chưa biết từng người nên biết là chỉ bà vú em trong nhà thì khinh khỉnh không xem vào mắt. Đoạn trưng mất lại và hỏi bà. Bà nghĩ mình là ai mà đòi dạy ra quy cho tôi? Ai cho bà cái quyền ấy hả? Chẳng ngờ cậu cả đứng ngay sau lưng và nói. Là ai không cần mọ phải lên tiếng. Chỉ cần biết, từ mai trở đi, hai buổi, mọ phải lên nhà từ đường để cho vú mùi dạy ra quy và mọi cũng không được hỗn hào với vú ấy vì tới lúc lọt lòng một tay vú chăm sóc và nuôi dạy tôi ngoài mẹ ra thì vú mùi chính là người mẹ thứ hai mọi có gì không phục thế mà làm còn nữa đây là mợ cả hơn mợ một bậc nên làm gì thì làm nói gì thì nói Mợ vẫn phải ăn nói từ tốn Không được lấn quyền Và xem thường mợ ấy Quy luật trước giờ nhà ai cũng như vậy Mợ được sinh ra trong gia đình quyền quý Thì ắt hẳn không lạ gì Những quy định như thế này Mong là hai người sẽ sống với nhau hòa hợp Mợ chào chị cả một tiếng đi Mợ hai hức lên một tiếng Tỏ vẻ không phục Và cũng chẳng thêm chào hỏi gì Cứ thế quay ngoắt bỏ đi miệng tranh chua và nói với con hầu. Tao một thân ngà ngọc thế này, bà phải đi chàm con danh vắt mũi chưa sạch là chị á, còn khuya nhá. Con lanh liền quay đi và định quay ra chửi. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Mà mợ ta cũng láo, có tí cái tuổi danh, nhìn thấy mợ không thèm chào, còn dương mắt ếch lên, em nghe bảo mới có mười sáu tuổi, nhìn mặt thì non trệt ra, quê mùa bẩn thỉu, hồi hám chết đi được, làm sao mà so được với mợ? em vừa nhìn thấy, đã thấy ghét rồi. Mợ hai liền ngúng ngẩng và nói: mày cứ chờ đấy, sớm muộn ta cũng sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Cậu cả chỉ là của tao thôi, cái loại đĩa đòi đeo chân hạc đũa mốc rồi tròi mâm son ghét nói rồi hai chủ tớ kéo nhau lên trên phòng đó là một căn phòng bí ẩn nằm sau được bà tránh sai gia nhân chuẩn bị sẵn cho mợ hai sợ con dâu ấm ức nên đi xuống an ủi đây là căn phòng ta chuẩn bị cho con cũng có đầy đủ tiện nghi nếu cần gì chỉ con cứ bảo con lanh nó làm cho nhé mở hai bất mãn và nói con bị gả về đây đã là một thiệt thòi lớn rồi vậy mà con còn phải ở cái phòng sau người hầu cũng tự mình mang về mẹ nói với cậu cả từ giờ trở đi không phải xuống đây ngủ với con mà con nói trước con là con không chịu làm vợ bé đâu mẹ bảo con nhà kia xuống làm vợ lẽ đi người gì ấy chưa nhìn thấy đã thấy cái mùi da nô bẩn thỉu Mặt hạng rồi Có 16 cái tuổi danh Đòi làm chị con là thế nào Kìa con Dù sao thì con nhà cũng được cưới hỏi trước con Cả cái làng này đều biết nó là chính thất Mẹ không thể nào thay đổi Làm như vậy họ chửi cho đấy Làm thế thì cha con làm gì còn cái mặt mũi nào mà làm tránh tổng nữa Con không biết Nhất định con phải làm mợ cả Mẹ thấy đấy Cha con quyền cao chức trọng Cho con biết bao nhiêu là của hồi môn Vậy mà về đây con được cái gì Một cái danh cũng không Bà Tránh đang chưa biết phải nói gì Để xoa dịu cô con dâu quyền quý Thì đã có tiếng lọc cọc vang lên Bà giật mình quay lại Thì nghe thấy tiếng của hợi Thế nào Chị vừa mới có chân ướt chân giáo Về đây mà chị định làm loạn cái nhà này lên đấy à? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi Nếu chị không thích Thì có thể đi khỏi đây Nhà này không ép Còn con nhài Đường đường chính chính nó là chính thất Chị lấy cái quyền gì mà dám xoán ngôi đoạt chức của nó như vậy hả? Chị nói tôi nghe coi Mở hai tức lắm Lại vẫn là cái ông già chết tiệt này Mới lần đầu gặp mợ đã không ưa giờ ngày nào cũng phải lên vấn an và đụng mặt ông ta thì có tức không cơ chứ. đã vậy xem ra ý tứ của ông ấy rõ ràng là bên con danh kia. nhưng mọi biết mình không thể nào ra mặt chống đối. vậy thì mọ đã có cách chút giận lên con mặt sứ gàn liêm kia rồi. dạ, con, con chỉ thấy cô ta ít tuổi, lại có phần không xứng đôi với cậu cả, nên con nói về thôi ạ. Xứng ngay không đã có cậu cả lo Không mượn cô phải lên tiếng Đừng để ta Phải cho thêm một lần nào nữa về vấn đề này Còn bà Liệu đường mà dạy dỗ con dâu chưa tốt vào Cụ hợi quay rời bước đi Để bà tránh và hai chủ tớ mở hải yến Đang dậm chân dậm cả Hậm hực mãi không thôi Bà tránh sau khi lựa lời nói với con dâu Thì cũng đi lên trên nhà lớn mở hai sẵn cơn bực tức, liền ngoắc tay và nói với con hầu. Lanh, theo tao lên phòng con danh kia đi, để tao xem nó hơn tao cái gì, và dám dành cái chức mợ cả với cao nào. Đi thôi. Mở hai ngó nghiêng một hồi và khinh khỉnh đáp. Cái nhà này làm sao mà so với phủ nhà tao ở ngoài Hà Nội? Nếu không vì... Thì tao cũng cóc thèm về cái nơi khỉ ho cò gái này làm gì cho nó mệt nhìn đâu cũng thấy bẩn, không thể mê được. Vì hồi nãy đã được bà tránh dẫn đến từng phòng giới thiệu, nên mợ hai cứ thế đi một mạch đến vòng của mợ cả. Còn Mão đang đứng ở ngoài cửa, thấy bóng mợ hai và con lanh thì bảo với mợ cả. Mợ ơi, hình như mợ hai đang đi lên đây thì phải. Có gì đáng lo đâu, nếu mà mợ ấy đến đây nếu mà mợ ấy đến đây thì em cứ mời vào phòng Dạ Mà em thấy thái độ của mợ ấy hống hách quá Mợ phải cẩn thận đi ạ Vừa hay mợ hai và con hầu cũng đi đến nơi Thấy con máu ở đó Con lanh mỉa mai và nói khích Mày lại là con chó giữ nhà Trung thành gớm nhỉ Nhìn thấy mợ cả Mà không cúi đầu chào Lại giữ mắt lên nhìn là sao hả con kia Con máu cũng không vừa nó mắm môi lại và tương luôn mày cũng chỉ là phận con hầu ăn nói sách mé thế có tin tao vặn sang mày ra không mày bảo ai là mợ cả hả nhà này chỉ có một mợ cả nhà đang ở trong phòng thôi còn đây là mợ hai nhé rồi mặc kệ cho con lanh tức đến nghẹn cổ họng con mão cúi đầu và cất tiếng chào Dạ chào mợ hai chẳng hay là mợ đi qua hay là vào gặp mợ cả ạ vui ra Mợ mày có ở trong phòng không Dạ mợ em đang ở trong phòng Mời mợ vào ạ Mợ hai nện mạnh đôi guốc bước vào Thấy mợ cả vẫn đang cắm cúi theo khăn Thì khinh khỉnh mà nói Nghe bảo Em đây mới có 16 tuổi phải không Vậy là ít tuổi hơn chị rồi Chị 18 từ mai phải gọi tao là chị cả nghe chưa Kể ra nhà quan tránh tổng cũng dễ dãi quá đi Dám cưới một con hầu về làm dâu chắc cũng chỉ có một Mợ cả lúc này ngẩng lên Mỉm cười và nói với mợ hai Xem ra Tuy được sinh ra trong nhung lụa từ bé Quan được nương chiều Nhưng lại không được dạy bảo thì phải Chị đây tuy ít hơn em 2 tuổi Nhưng vẫn là vợ lớn của cậu cả Xuân thấy em chưa được học hành khuôn phép chị không chấp nhưng giờ biết rồi thì em nên cư xử thế nào cho nó phải đừng để cậu cả bị mất mặt và người ngoài trông vào ấy thì lại cười chê nó chị em ta không biết nhường nhịn nhau mày mày dám à đấy em lẽ nói hàm hồ rồi từ đó chỉ để dành cho những kẻ không biết lễ nghĩa và phường vô học dùng thôi. Em hai đường đường là con quan phủ, khát tiếng trốn kinh kỳ. Làm sao mà lại không biết mấy cái thứ đạo lý này? Ăn nói cũng phải khác dân nhà quê chứ. Mà thôi, việc ra quy trong nhà, ngày mai em cũng sẽ được học. Tất tần tật từ đi đứng nói năng cho đến lễ nghi quân phép, không trừ một thứ gì hết chị đây không có rảnh Mà giải thích Em có thắc mắc gì thì cứ hỏi vú mùi nhé Con anh nãy giờ chỉ đứng nghe mợ hai đấu khẩu Giờ nó mới chen vào Em thấy mợ mới là người không biết trước sau Sao mợ không nhìn lại cái xuất thân của mình đi Mợ là ai mà dám trèo cao Còn đòi dạy dỗ mợ em như thế hả Chẳng ngờ mợ cả đốt luôn Âm hưởng còn mang theo một chút sắc lạnh Hỗn hào em chỉ là cái phận tôi đòi mà dám ăn nói với tôi như thế à em có biết mình đang nói chuyện với ai không không sợ thì lặp lại tôi xem tôi đang nói mỏ đấy tôi nói mợ cũng chỉ là con hầu như tôi mà dám ngang ngược đòi chỉnh là mợ tôi thì đúng là to gan lớn mật mợ là cái thá gì mà đòi dạy dỗ người khác tức thì hai cái tát như trời giáng được bay thẳng vào mặt con hầu khiến nó tối tăm mặt mũi Nhất thời không thể tiếp nhận được Địa ngà hốc Tay đưa lên vuốt má Mắt nhìn trồng chọc vào mợ cả Như muốn ăn tươi nút sống Miệng nó lắp bắp Mợ, mợ dám tát tôi à Vẫn chưa phục à Nếu chưa phục Thì để mợ cho em thêm mấy cái tát nữa Cho nó tỉnh nhá Mợ hai bực bội Nhìn con hầu của mình bị đánh Thì tức muốn ói máu Nhưng không thể làm gì được chỉ biết hậm hực và kéo tay con hầu và nói Được lắm Món nợ này chưa xong đâu Lanh, đi về Rồi từ từ ta sẽ đòi lại cái vốn lẫn lời cho mày Sẽ sớm thôi Khi hai người kia đi rồi Con Mão mới nhuyễn miệng cười và nói với mợ cả Mợ hay thật Em nhìn mà mãn nhãn Phải như thế mới được Chưa gì đã ti toe Định dằn mặt mợ đấy mà Em đảm bảo con lanh nhá Từ đó về sau Đố mà dám hỗn hào với mợ nữa Nhưng mợ hai vẫn ghim thù trong lòng đấy mợ Mợ ta cậy mình có quyền có thế Lại được Quan bà thích ra mặt Thì chắc chắn là gây khó dễ cho mợ dài dài Yên tâm Mợ ta không làm gì sai Thì ta không việc gì phải sợ mợ ấy cả nếu lời trước đây thì ta muốn làm gì cũng được. Thậm chí giày xéo mợ như con dồn Con giấy cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác rồi. Mỡ là vợ cả của cậu Xuân. Đường đường được cưới hỏi đàng hoàng. Không phải muốn đè đầu cỡ cổ sao cũng được. Đâu có dễ như thế. Công nhận cậu cả có con mắt thật là tinh đời. Chọn đúng mở nhài vừa xinh xắn vừa khéo tay. Trong đám người làm mới giỏi chứ. Không những vậy, Mợ rất thông minh, cách ứng xử của mợ nhìn vào chẳng ai nghĩ. Mợ là có 16 tuổi, trái ngược hoàn toàn với mợ hai. Tuy nhìn bên ngoài thì sang trọng, quyền quý, nhưng một chút lễ nghi cũng không biết. Nói mợ là cái thùng rỗng kêu to thì cũng đúng, mợ thật là một bông hoa có sắc mà không có hương. Vừa từ phòng mợ cả đi về, mợ hai hậm hực tức tối vì không được xem trọng định đánh phủ đầu mọ một trận cho bỏ ghét nhưng lại bị quả gậy ông đập lưng ông thật cày hơn ớt không làm gì được mợ cả thì mợ xuống bắt nạt mấy con hầu con ở nào là mợ ở bắt nạt chửi xéo đến đấy xem ra mới ngày đầu mà mợ đã mất điểm rồi chỉ có mỗi con hường là nịnh mợ như nịnh mẹ nó nghĩ mợ tuy làm lẽ nhưng lại được bà tránh chống lưng nhà mợ giàu chẳng có lý gì mà mợ lại lép vế hơn mợ cả nếu nó biết đường thì có khi còn được lọi cho bản thân không ít vậy là nó bắt đầu chiến dịch lấy lòng mợ hai nhà này tới đó cả nhà quây quần ăn cơm cụ hợi bao giờ cũng được ngồi chỗ trang trọng nhất trước ông tránh bắt con hầu mang cơm lên phòng cho cụ nhưng cụ nói thích ăn chung với cả nhà nó cho tình cảm nên cứ đến bữa là mọi người từ lớn đến bé đều phải lên mời cụ xuống ăn cơm bọn gia nhân thì ăn sau mợ cả vẫn luôn biết ý trước khi ăn gì cũng đều chọn những miếng ngon gắp cho cụ rồi đến cha mẹ chồng và chồng sau cùng đến mình cụ hỏi hài lòng về cô cháu dâu này lắm hôm nay cụ để ý quan sát cô cháu dâu thứ hai xem đừng ăn nết ở ra làm sao xong mở hai thì khác tuy được vốn mồi dặn trước là khi ăn phải lên mời ông nội và cha mẹ chồng rồi đợi đông đủ cả nhà mới được ăn thì mợ đã thấy sách việc lắm rồi nghĩ sao mà các nhà này lắm quy định nhiều khê thế không biết mặc dù bất mãn nhưng mợ vẫn phải tuần. Giờ ngồi trong mâm cơm, mợ vẫn quen thói nhờ nhà, thích gì thì gắp cái đấy. Vì chỉ vậy, một thoáng bát của mợ đầy ắp thức ăn. Khi ăn mợ còn gầy, gót, rồi quay ra chia ỏng chia eo. Nào là đồ ăn nấu thì dở. Không ngon, nào là không hợp khẩu vị. Gặp miếng nào không vừa mắt thì đảo lên đảo xuống như là giang lạc. Khiến bà tránh cũng cảm thấy nghẹn lòng. Cụ hợi quan sát nãy giờ Thấy cô cháu sâu này ăn uống quá hỗn Thì tức giận và quát Quá lắm rồi Chị kia Chị đang ăn hay chị đang bới đồ cho chó thế à Thật là không ra một cái thể thống gì hết Mất hết cả khuôn phép Nhà này sắp loạn lên đến nơi rồi Bà Vũ Mai bà phải dạy ra quy cho mà hai thật nghiêm túc cho tôi Ăn uống như cái phường vô phép Đúng là mất dạy Mợ hai cầm đũa Gầy gầy vài đĩa giò Thấy ông nội nói như vậy Mợ định mở mồm ra cãi Thì cậu cả chặn ngay Mợ im đi được rồi đấy Ăn uống hỗn hào Ông nói là phải Giờ còn tròn mắt lên nhìn ai Nhà mợ chiều mợ quá rồi Nhưng nhà tôi thì không thể như thế được Mợ không thấy người ta nói Ăn trông nồi ngồi chung hướng Và câu kính lão đắc thọ à Ăn trong mâm, thấy người trên phải kính Người dưới phải nhường chứ Thật là mất hết mặt mũi Cậu Cậu dám nói em như vậy à Sao nhà này ai cũng khó chịu với tôi thế Ăn uống cũng không được thoải mái Đã thế tôi không ăn nữa Cụ hợi nghe cô cháu sâu Vừa mới chân ướt chân sáng vào nhà Mà đã nói hỗn sực như vậy Đứng dậy vớ ngay lấy cái bát đầy áp thức ăn của mở hai Ném mạnh một phát ra sân và mắng Không ăn thì quăng cho chó Nhà này nhá, không có các loại con dâu hỗn hào Cút ngay cho nó khuất mắt ông Tất cả mọi người đều sợ hãi con rúm lại Mặt ai nấy đều xanh như tàu lá Mở hai vùng vàng bỏ bó đỗ xuống rồi đứng dậy Bà tránh run rẩy Định đứng lên xoa rượu con dâu Ông tránh liền đàng hắng và nói Mở hai không thích ăn thì nhịn Nhà này không phải cứ chợ Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi Con lanh thấy mọ nó đứng lên thì liền đi theo Mợ hai ôm một cục tức với cái bụng đói meo về phòng. Tối đó cậu cả không lên phòng mợ hai mà ở lì trong phòng mợ cả. Thấy chồng như vậy mà cũng không nỡ liền thỏ thẻ và nói. Cậu xuống phòng với em hai đi. Chẳng gì hôm nay cũng là đêm tân hôn, cậu phải động phòng. Không thể để cho mợ ấy dừng đơn cuối trước được. Tôi thực lòng không muốn xuống phòng mợ ta là tôi bị gài bẫy mợ có biết không? Tôi không có một chút tình cảm nào với mợ ấy cả, tôi chỉ yêu mợ thôi. Mợ thở dài đánh thượt một cái và nói. Em biết mà. Sớm muộn gì mình cũng phải chung chồng. Mẹ đã cảnh báo em từ trước rồi, nên em không bất ngờ đâu và em cũng không trách cậu. Cậu thương em thì cứ xuống với em hai đi, rồi ngày mai qua đây với em. Nếu để mẹ biết, tối nay cậu không ở đó thì ngày mai lại có chuyện đấy. Em không muốn vì việc này mà mẹ trách phạt. Cậu đi 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 mà Chẳng ai như mợ Cũng chẳng ai như cậu cả Đáng lẽ Không có mợ hai xuất hiện Thì tấm thân này cậu chỉ dành cho mợ thôi Bây giờ lại phải chia đôi Vậy là lời hứa ban đầu với mợ Chính cậu đã thất hứa mất rồi Nhìn cậu chầm chậm, chậm tiến ra ngoài Mà lòng mợ đau như cắt Quay mặt đi giấu hai dòng lệ đang tuôn dài làm vợ cậu chưa được bao lâu những ngày ở bên nhau chưa nhiều vì cậu phải đi làm tận hà nội bây giờ lại phải chia sớt cho ai kia thì bảo mợ cam lòng sang được làm gì có ai vui vẻ khi chồng đi ngủ với người khác đêm nay có lẽ mợ sẽ khó mà ngủ được chẳng lẽ lại bảo con mão lên ngủ cùng Cậu cả đẩy phòng mợ hai bước vào Vừa thấy cậu Mợ đã chạy ra không ngần ngại Choàng tay ôm chặt lấy Nũng nịu và nói Cậu đi đâu mất hút Giờ mới xuống đây Em tưởng cậu bơ em luôn rồi chứ Mợ buông tay ra đi tôi không có quen Nói xong cậu gỡ tay mợ hai ra Rồi tiến lên chiếc giường cưới ngã người ra đó Buông một tiếng thở dài mắt nhắm lại. Mặc kệ mợ hai đang nhăn mặt nhăn mày và khó chịu. Mợ đóng cửa lại và từ từ cởi áo. Chỉ còn lại chiếc yếm đào tơ, mời gọi. Phía dưới cũng được mợ khéo léo bỏ mảnh vải nhỏ vướng víu. Chỉ còn lại các váy ở bên ngoài. Mợ nghĩ bụng. Để xem đêm nay, cậu có nằm im được không? Chẳng có thằng đàn ông nào nằm bên cạnh một người đẹp như em mà chịu tranh tịnh cả. Họ chỉ có người không bình thường thôi. Để xem, rồi mợ treo qua người cậu và nằm vào bên trong dưới ánh sáng leo lét của cây đèn hồ vịt nhìn mợ hai cũng đẹp đẽ như ai chẳng gì mợ cũng là một tiểu thư danh giá nhà họ hà nhiều thanh niên nam tử con nhà quyền quý ngưỡng mộ Chứ nào có giỡn chơi bất giác mợ đưa tay lên xoa nhẹ trên bụng mình lòng đam chiêu suy nghĩ nếu cậu có lạnh nhạt thế này thì chẳng phải mợ làm nô ở đây hay sao nhất định mợ không được thua mợ cả mợ thông minh hơn mợ ta bằng mọi cách mợ phải chiếm được tình cảm của cậu Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất cơ mà Cậu cả nằm một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều Còn mợ hai vẫn xoay mình như dán cá Không tài nào ngủ được Mợ bực tức kéo tay cậu một cái thật mạnh Vẫn chẳng ăn thua Liền lay liên tục người cậu Miệng nhấm nhẳng Cậu cả Dạy cho em Cậu mở mắt ra đi Nhìn em đây này cậu cả Cậu mắt nhắm Mắt mở Lao bào, Giọng ngái ngủ mẹ ngủ đi Biết mấy giờ rồi hay không mà còn phá phách Không ngủ thì nằm im cho tôi ngủ chứ Mai còn phụ trang ngoài kho gạo Biết bao nhiêu là việc Cậu nói thật hay đùa đấy Cậu định bỏ đói em hả à? Đêm nay là đêm tân hôn của cậu đấy cậu biết chưa Cậu có thấy ai làm chú rể mà như vậy không Tân hôn á Mợ nói mà không biết ngại Chúng ta giờ còn tân hôn gì nữa mà động với chồng phòng Thôi ngủ đi. Cả ngày nay tôi mệt lắm rồi. Không được. Nếu mà cậu không làm gì, thì em sẽ đánh thức cả nhà dậy bây giờ đấy. Cậu thử hỏi cha mẹ xem. Cậu làm như vậy là có đúng không? Để xem họ trả lời như thế nào. Mở định cưỡng bức tôi đi à? Đấy, cậu có còn là đàn ông hay không hả? Thế sao hôm ở dưới nhà em cậu mạnh mẽ thế? Giờ cũng để đâu hết rồi. Vậy để em giúp cậu nhé. Nói xong mở mạnh bạo, trèo hẳn lên người cậu. Đôi tay điêu luyện mở tường cúc áo, để ra một vòng ngực rộng rãi nở nang. Mở hai chẳng e rè, lập tức vụt mặt vào đó hôn hít, mơn man khắp cơ thể. Đôi tay cậu mở xuống bên dưới, dục xạo khác hẳn với sự e thẹn của những cô gái quê. Cậu khó chịu đẩy mở ra, cậu không muốn và thực sự không muốn cậu chỉ muốn làm việc này với một mình mợ cả thôi nhưng mợ hai lúc này có khác nào một con thiêu thân cứ thấy ánh đèn giàu là lao vào đây rồi mợ suýt reo lên vì tìm thấy đúng thứ mình cần chẳng còn ngần ngại gì nữa mợ cởi phăng cái quần của cậu ra bây giờ trước mặt mợ là một người đàn ông trần trụi hoàn toàn một nỗi khát khao thèm muốn dâng lên trong lòng mợ ta cũng kéo phăng cái yếm ra Xong sôi giật mạnh cái vé bên dưới một cái rồi vứt mạnh xuống dưới nền. Dưới ánh đèn mờ đục, hai thân thể nguyên thủy hiện ra. Mợ hai quả là một người có tư tưởng cấp tiến và âu hóa vô cùng. Tất cả đều do một tay mợ chủ động. Cậu không làm thì mợ sẽ bắt cậu phải làm. Cái thiên chức làm chồng này mà cậu cũng không làm được thì vứt ra ngoài dạng che cho xong. Sự đụng chạm thân mật đánh thức bản năng gốc của cậu. Bụng bảo dạ không được làm gì cả hãy để dành cho mọi cả. Nhưng đầu óc của cậu mụ mị hết rồi. Đúng như các cụ thường nói, đàn ông khi đối diện với bản năng thì khó mà thắng được dục vọng bản thân. Huống chi cậu là một người bằng da bằng thịt, không phải thánh nhân hay thần Phật gì cả. Đầu óc cậu đang đấu tranh dữ dội, cậu luôn phải gạt đi luồng tư tưởng tầm thường kia. Xong, phải tội cái thằng bé con của cậu, hình như đang phản bội chủ nhân. Nó cứ ngóc đầu lên đòi chiến đấu khiến cậu toát mồ hôi hột. Cậu bắt đầu cựa quậy, Mợ hai cũng nhận ra điều đó thì càng ra sức chăm sóc thằng nhỏ. Và rồi, hực một tiếng, cuối cùng cậu đã thua. Tiếng mợ hai vẫn như ngọt, xót ở bên tai, như một thứ bùa mê thuốc lú làm cậu nhất thời không thoát ra được. Đấy, em bảo mà, cậu làm sao mà chê em được? Em sẽ khiến cho cậu đê mê sung sướng. Chỉ có em mới làm cậu thỏa mãn thôi. Em sẽ đẻ cho cậu những đứa con đẹp như trăng rằm, Cậu chẳng nói gì Vẫn chỉ có một mình mợ ta độc toại Vừa vuốt ve, mơn trớn Vừa dẫn dụ vào mê hồn trận Làm cậu chẳng có biết đâu là thực Và đâu là mơ Liệu cậu có tham quá hay không? Đã có một Mà lại còn đòi hai Sức cục cậu là thứ gì vậy? Cách đó không xa Một người cũng đang trằn trọc không ngủ, Mở hai mỉm cười thỏa mãn sung sướng Vì cuối cùng cũng giống như là mợ mong muốn cậu cả không thoát được. Chắc chắn ngày mợ đánh bật cái con danh con kia ta khỏi nhà cũng không xa nữa. Đòi đấu với mợ à? Còn khuya nhé. Tới đây mợ sẽ sinh con cho cậu. Hẳn là một đứa cháu đích tôn cho nhà quan chính tổng. Còn con nhài kia, chống mắt lên mà coi. Mợ sẽ từng bước, từng bước thống lĩnh ngôi vị chính thất. Chỉ có mợ mới xứng đáng là vợ của cậu. Duy nhất mợ thôi. Không một con đàn bà nào được phép bước qua ranh giới ấy. Tất cả sẽ là của mợ. Mở hai về làm dâu nhà chính tổng được một tháng thì có biểu hiện ốm ngán. Ngày nào cũng nôn ọe và bắt mấy con hầu phục dịch. Bà tránh thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ kiểu gì mợ hai cũng sinh quý tử nên càng được thể quý mợ ta ra mặt. Còn bà ta thì đích thân đi cắt thuốc bổ an thai. Nói mợ phải đi đứng nhẹ nhàng vì ba tháng đầu rất là quan trọng. Mợ hai được thể lên nước, liên giả bộ nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, con đang thời kỳ ốm ngén nên chẳng muốn ăn uống gì cả cái gì cũng khó nuốt mà ngồi một mâm chung với cả nhà là e là không tiện hai mẹ cho con hầu bưng cơm lên cho con ăn chứ cứ nôn oẹ mãi như thế này là mọi người mất ngon khiến khó chịu đấy ạ bà tránh nghe Thấy có lý thì bảo với con hầu chuẩn bị đồ ăn riêng mang lên phòng cho mợ hai. Đúng ý của mợ, giờ thì hết bị soi mói, và lúc nào cũng phải để ý đến công già dở hơi kia Mợ mừng lắm Thực ra Mợ ta có ngén ngẩm gì đâu Ăn thì cứ thứ gì ngon là chén Lại lấy cớ Có bầu nên càng mặc sức mà ăn Cả nhà tránh tổng ai cũng nghĩ mợ ta mắn đẻ Về cái cô trưởng ngay Và chắc mẩm mợ ta Mới chỉ có bầu được một tháng thôi Ai dè mợ ta đã bầu được hơn ba tháng rồi con vợ cả thì chưa có gì bà tránh thế thế lại được làm móc mỉa con dâu là cái thứ không biết đẻ nuôi tốn cơm không đó bà tránh đi mời thầy lang đến bắt mạch cho con dâu tiện thầy hỏi xem cái thai trong bụng mợ hai có khỏe hay không ông lang này nổi tiếng lắm ông có tiếng là người giỏi bắt mạch và đoán tuổi thai đúng như thần cái này thì mợ hai không biết song mợ là người đang nghi và có tật nên hay giật mình kỳ thực thế mẹ chồng nói mời thầy lang đến bắt mạch và kê thuốc bổ cho mình thì không thích chút nào cả, nhưng vẫn phải nghe. Khi vừa đưa tay cho thầy lang bắt mạch, đã thấy thầy nhíu mày và hỏi. Dạ chẳng hay, tôi hỏi câu này, không phải, thì mợ bỏ quá cho tôi. Mợ về làm sâu cụ tránh đây được bao lâu rồi? Mợ hai nghe hỏi vậy thì dần mình đánh thót, chúng ngực đập lên hồi, mợ rụt tay và lắp bắp. Dạ, thầy hỏi như vậy là ý làm sao ạ? Thai của con có tốt không ạ? Nó có vấn đề gì ạ? Mẹ ta hỏi với vẻ bực dọc thấy rõ. Thầy lang biết ngay là đã đụng chạm đến việc khó nói của gia chủ, liền giải thích. Ý tôi muốn hỏi để đoán tuổi thai cho nó chính xác, chả là... Thầy Lang đang ngập ngừng chưa dám nói, thì bà tránh rút thuật hỏi. Có gì thì thầy cứ nói đi ạ, không việc gì phải ngại. Nói xong bà quát đám gia nhân lui hết ra Trong phòng chỉ còn lại mỗi bà vợ Mợ hai Cùng với thầy mà thôi Thầy lang liền trầm chậm, chậm và nói Sở dĩ tôi muốn hỏi như vậy Vì thế cậu cả nhà ta Mới làm thép cách đây chưa lâu Mà cái thai này tôi đoán Cũng phải tầm 3 tháng Không, phải hơn 3 tháng rồi Mạch cảnh rõ lắm ạ à. Nếu mà tôi nói gì không phải thì mong bà với mợ đây bỏ qua cho Mợ hai xa sầm nét mặt Còn bà tránh cũng nhất thời biến sắc và tự hỏi Sao lại như thế được? Mợ hai mới chỉ cưới về được đúng một tháng Làm sao mà lại có thai những ba tháng? Xong bà chưa kịp thắc mắc Thì mợ hai chẳng ngại ngùng gì đáp ngay Dạ, đúng là chúng con mới cưới một tháng nhưng cậu cả ăn nằm với con một tháng trước đó rồi như vậy tuổi thai lớn hơn cũng là đúng ạ à. con lại được ăn uống cảm bổ thường xuyên nên thai to với lại từ bữa quan hệ với cậu cả con cũng không thấy tháng nữa chỉ ra là vậy ngẫm nghĩ một lát thầy lang mới nói có thể đúng như là lời của mợ đây nói có thể tôi đoán nhầm khả năng cái thai được khoảng hai tháng Chắc do mỡ ăn uống bồi bổ Nên sức khỏe nó khiến tôi tính sai Bà tránh nghe thầy giải thích như vậy Thì nét mặt cũng lập tức giãn ra Tuy mỡ hai mới nói ra cái bí mật này cho thầy biết Có hơi mất mặt một chút Nhưng vì vậy mà bà mới biết mợ ta cấn thai ngày dạo đó Cũng hối người lấy chồng về nào có thai đâu Đây cũng chẳng phải là tin tốt hay sao Chỉ có mỗi Mợ hai lại bắt đầu một nỗi lo khác và mợ sẽ phải bằng mọi cách thức hợp thức hóa nó. Không thể để cái nhà này phát hiện ra được. Trước mắt đã hơn đứt cái con xanh nhài kia rồi. Mợ hai biết nếu muốn qua mặt ở ông bà tránh và nhất là cụ hợi thì phải tạo thêm nhiều sự vây cánh. Muốn vậy phải cho chúng nó tiền. Tiền là tiên là Phật là tất cả mọi thứ trên đời. Đám dân ngu này ấy, chỉ cần cho vài xu là sáng mắt nó lên ngay Có gì mà không điều khiển được Một phép tính nhanh chóng Nhe nhóm trong đầu mợ Thằng thìn thì loại rồi Vì nó đã bị đưa vào tầm ngắm của cụ hợi Thằng hám là tâm phúc của cậu cả Vậy chỉ còn một đứa đáng tin Thằng này lại mạnh mẽ và liều Có thể dùng được Mợ cần thêm một đứa hầu gái Ngoài con lanh ra phải tuyển thêm một con hầu trong nhà Như thế mới mong lật đổ được con nhãi xanh kia. Miệng mọ nhếch lên để lộ một nụ cười nham hiểm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Mợ hai mới thế mà đã có bầu được hơn 6 tháng rồi. Vì mợ ta uống tốt nên cái thai trùng to lắm. Bụng ngất nga ngất nghèo. Nhiều người nhìn còn tưởng mợ ta có bầu thai đôi. Nhưng mà thầy Lang Huấn đã khẳng định chắc chắn là chỉ có thai một. Nên không ai dám thắc mắc gì nữa. Thực ra mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi. Như mợ ta nói thì cái thai mới được có hơn 6 tháng. Xong kỳ thực nó cũng đã hơn 8 tháng rồi. Nghĩa là mợ ta đã có bầu trước 2 tháng. Mới trai được cậu cả. Rõ ràng cậu bị úp sọt. Nhưng mà sự việc này còn lâu mới biết. Chuyện về mợ hai vẫn còn dài lắm. Hôm nay mợ hai xin phép về Hà Nội để thăm cha mẹ. Mới đây vợ chồng, quan phủ Hà cũng đã lên tận nhà nói xin vợ chồng con tránh cho mở hai được về dưới đó. Cũng là tiện cho bà phủ chăm sóc con gái. Vợ chồng quan tránh thấy cũng phải nên đã gật đầu ưng thuận. Giờ thấy con dâu xin đi chơi thì bà tránh mới sải sàng và nói Con tính có về dưới đó sinh luôn không? Vậy thì nhà ta lại phải đợi tận mấy tháng mới được bồng cháu à? mợ hai nhoẻn cười và nói dạ không ạ con chưa sinh đâu còn những hơn hai tháng nữa lần này con chỉ đi chơi cho thoải mái tư tưởng con đi ít hôm rồi con về vừa về tới nhà chưa nóng chỗ mợ hai kéo tuột bà phủ vào phòng riêng thì thầm to nhỏ mẹ xem thế nào kiếm cho con một chỗ để gửi gắm chưa con này là sắp vỡ chum rồi bà phủ đưa tay lên bấm độn và nói mới có hơn tám tháng, nếu sinh sớm phải ba tuần nữa. nhà kia có nghi ngờ gì không con? nghi sao được ạ? À? nhà đó đang mong cháu, con đẻ cho là tốt lắm rồi. con danh, con danh nhà ấy đấy nó đã chừa đẻ gì đâu. còn con đang mong cho nó tịt đi, nhìn ngứa cả mắt. bà phủ hí hưởng và nói, lần này con mà sinh được quý tử cho nhà ấy, thì lo gì con kia. Chỉ sợ đứa bé là con gái Gái là gái thế nào? Con nàng lo cái khác kia kìa Nếu không sớm nhìn ra Cái người cháu đổi đứa bé này Thì sẽ lộ hết đấy mẹ Ừ nhờ Bà Phủ nghe con nhắc đến đây Mới chợt nhớ Cái nghệt chủng trong bụng nó Là một đứa bé Tóc vàng, mũi lõ Bà cũng đã phải phái người về tận quê để tìm Nhưng mà chưa ra cũng đang suốt hết cả ruột lên đây. Mợ hai thấy mẹ đăm chiêu như vậy thì nói. Nếu mẹ không tìm được người hoán đổi, thì phải bỏ cái giống nhiệt chủng này đi thôi mẹ. Không thể đưa nó về được. Con cũng không muốn ngồi một đứa con lai. Cũng chỉ tại mày. Ăn chơi cho lắm vào, tôi để lại hậu quả. Cũng may còn gà được thằng nhà quê đấy nhá. Chứ không thì giờ này cạo đầu bô vôi mày rồi. Thả bè chơi sông từ cái tắm đời nó rồi. Ngồi đấy mà nói. Mợ hai bị mẹ rủa như vậy thì tức lắm Vừa hai đứa bé ở trong bụng gồng mình lên Đạp cho mợ một cái đầu nhói Mợ điên tiết lên và chửi đồng Mà cha cái giống tây càn nhà mày Sao mày không chết ngay từ đầu đi Còn báo hại lại mẹ mày Hồn hồn nằm yên đi Đau hết cả mề Hai ngày sau Có một người xin được vào gặp quan phủ bà Người này không dám đi cổng chính mà được xa nhân dẫn vào bằng cửa sau sau khi tỉ tê với con bà một hồi thì ngay lập tức rời đi con bà còn dúi vào tay người này một thỏi mạc rồi cong môi khẽ cười mợ hai ở nhà cha mẹ đẻ vài hôm thì về vừa vào đến cổng mợ ưỡn cứ bụng lên quát đám con hầu con mài con tho đâu thấy mợ về trốn đi đâu hết thế à ra rìu mợ vào chung nhà mau lên không biết mợ đang mang thai quý tử hay sao mà chậm như rùa đợi khi mợ sinh xong thì chúng mày chết đòn hầu với chẳng cận không được cái nước non gì hết nuôi chúng mày tốn cơm con mài con to rối rít chạy ra chúng nó sợ cái miệng mồm bô bô ba ba của mợ tức thì mỗi đứa một bên dìu mợ về phòng Vũ mùi thế thế chết miệng cám cảnh lại nhắc thấy mợ cả đang ngồi bên thềm liền nói ước gì mợ cũng có bầu nhỉ tôi cũng đang khỏe như thế này chỉ muốn chăm con cho mợ thôi dạ con cũng mong lắm nhưng cái này phải do trời vú ạ à. trời chưa cho nên chưa được mà vú cũng sắp được chăm cháu rồi đấy vú chuẩn bị tinh thần đi là vừa ôi rồi tôi không dám mợ là người hà nội suốt ngày chê tôi quê mùa bàn thỉu trách gì đã chịu giao con cho tôi chăm khéo lại điệu hẳn một vũ em xịn xò dưới thủ đô về chỉ có bà tránh là đếm đến từng ngày mong con dâu sinh cháu bà cũng luôn chắc mầm mợ hai đang mang quý tử nhưng mấy lần hỏi thì thầy lang huấn chỉ nhận một nụ cười bí hiệp chứ không chịu nói giới tính đứa trẻ ông thầy này có tiếng là giỏi bắt mạch hễ thai được bốn năm tháng đưa tay cho thầy bắt là biết trai gái rồi mà thầy đoán thì chưa bao giờ là sai Ấy vậy mà đến lượt mợ hai thì thầy lại không chịu nói Làm bà cứ đứng ngồi không yên Thấp thỏm không đợi được Hôm nay bà đích thân đến tận nhà Mời bằng được ông thầy Huấn đến lần nữa Và bà phải nói gãy lưỡi Thầy mới chịu đến Vì có cái hẹn với người làng bên Xong nể lời bà tránh Đành phải đi theo bà về nhà Cầm lấy tay mợ hai Thầy bắt mạch và mỉm cười nói Đại hỉ đại hỉ Chúc mừng quan tránh tổng Sắp có người nối dõi tông đường Mợ hai nhà ta đích thực là mang thai quý tử Nhưng tôi thấy bụng mợ có vẻ xuống rồi Cẩn thận kẻo sinh non Những tháng cuối này phải tuyệt đối giữ gìn Rồi thầy bấm độn và nói Mà tôi không nhầm ý Theo tuổi thai mợ hai phải hai tháng nữa mới sinh cơ mà Sao bụng mợ lại sụt thế nhỉ Mợ hai sợ ông già này lâu sinh lắm chuyện Để nắm lấy câu chuyện đang bận để đuổi khéo dạ con xin phép nghe lời thầy ạ à. nãy con thấy thầy nói còn bận đám làng bên vậy con không dám làm phiền thầy nữa tiễn thầy về nói xong mợ lấy ra một nắm tiền rúi vào tay đoàn đứng dậy như muốn tín khách bà trái đang vui nên không để ý đến thối độ khác lạ của mợ hai chỉ mỉm cười vui vẻ và đứng lên theo thầy lang đặt trả lại sâu tiền rồi nhã nhặn nói mở cất tiền đi lần này chỉ đến bắt mạch nên tôi không lấy tiền. Đợi khi nào bốc thuốc thì tôi mới lấy. Tôi chào bà, chào mợ, tôi về. Xong bà tránh đã chạy theo dúi sâu tiền vào túi giấy. Dạ, nhà đang có đại hỉ. Thầy cứ nhận, coi như đây là chút lòng thành biếu thầy. Thầy mà từ chối là tôi không vui đâu ạ. Thầy bèn miễn cưỡng nhận rồi đi vội ra cổng, bụng nghĩ. Cô con sâu này dứt khoát có cái gì đó dâu diếm. Bằng con mắt của mình, thì cái thai trong bụng cô ta không chỉ có 7 tháng mà đã 9 tháng rồi. E là ngày sinh cũng đã cận kề. Khả năng cô này đã thất tiết khi về nhà chồng. Và đứa bé trong bụng chính là hậu quả của việc ăn cơm trước kẻ. Ông thầy vừa ra về thì mợ hai cũng xin phép bố mẹ chồng đi về Hà Nội để nghỉ ngơi tiện chờ sinh. Khi đến xin phép ông nội chồng thì cụ hợi không nói gì chỉ nhìn xoáy vào bụng cô cháu dâu một cái rồi nhếch mép buồn một câu Xem ra bụng chị cũng có vẻ to quá khổ rồi đấy Vác bụng có nặng không? Thôi chị đi đi Tôi chờ nghe tin tốt báo về Nhanh thôi nhá Lời nói chẳng đầu chẳng cuối của cụ khiến mợ hai chuột xạ Mợ xạ một tiếng rồi bước nhanh chân ra ngoài Con Lanh cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong Hàng xe đang chờ sẵn ở ngoài cổng Mợ thầm cảm ơn cha Đã tính toán và liệu việc như thần nếu mà lên muộn vài hôm biết đâu kế hoạch đổ bể mợ lại chẳng tòi ra con đến nơi các cụ thường nói con so sinh sớm là cái gì mợ hai về hà nội được hai hôm thì đẻ đúng lúc này cậu cả lại ở trên quê trước lúc đi mợ bảo cậu cứ yên tâm còn lâu mợ mới đẻ nên cứ yên trí về trên nhà lần này quan ba còn cho cậu nghỉ hẳn một tuần mới phải xuống từ hôm về cha mẹ đẻ mợ hai ở giết trong phòng không ra cứ như công chúa cấm cung ấy. Đến bữa ăn, bà phủ đích thân mang cơm lên tận phòng cho con gái. Chứ không sai người hầu. Ba hôm sau thì mợ hai đau đẻ. Thay vì được đưa đến nhà thương, thì quan phủ lại thuê hẳn một cô đỡ có tiếng đến tận nhà giúp mợ khai hoa. Quan không muốn mợ đẻ nhà thương vì sợ lộ. Quả không sai, mợ hai đau đẻ từ sáng đến chiều chưa sinh. Cái thai to quá nên sinh khó mãi tối mới chịu ra đứa bé này là con trai mới vừa chui ra ngoài đã cắt tiếng khóc oa oanh xé vải đưa cho cô đỡ một số tiền và dặn cô kín mồm kín miệng Giờ vợ chồng quan phủ cho cô về thằng bé sơ sinh tóc vàng kia được cuốn tạo bằng một chiếc tã rồi đem ngay đi đâu sau đó nó bị mang đi mà chưa được bú một giò sữa mẹ người vừa hạ sinh ra nó còn không thèm nhìn đến nó một cái vội vẩy tay đi Ba Phủ nghĩ thế nào liền bế nó lên trước mặt mợ hai và nói Con nhìn nó một tí đi Dặn dò một tí cho nó đỡ tủi thân Mợ hai bực bội Quét ánh mắt chẳng mấy vui vẻ Lít qua thằng bé con Thấy hiện rõ một khuôn mặt trắng hồng Sống bụi cao Mái tóc vàng óng quằn tít Vội vã nhắm mắt lại và miệng làm nhảm Thôi thôi mẹ đưa nó đi đi Con không muốn nhìn thấy nó nữa Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Cô Dâu 16 được viết bởi tác giả Việt Nga. Và đến tập này thì bắt đầu như rất là nhiều những kịch tính, những cái drama nó đã nổ ra trong gia đình nhà cụ hợi rồi. Vậy thì để tiếp theo, để trộm long cháo phụng thay con đổi chủ thì uh, cái người mợ hai này cô ta sẽ có những mưu kế như thế nào? Liệu rằng cô ta có thể tìm được một đứa bé khác để thế vào uh, làm con mình đẻ ra hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh youtube Lát Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.